Mourinho phá son chiến lược chiêu mộ các tài năng trẻ của MU đang tiếp diễn và mục tiêu mới nhất mà Phó Chủ tịch Edward Woodward đàm phán là Dwight này Express Sport đưa tin, từ vài ngày qua, MU bắt đầu những cuộc đàm phán với phía Burnley. màn trình diễn của McNeil với Burnley khiến MU bị thuyết phục. Anh có một bàn và bốn pha kiến tạo ở vai trò chạy cánh trái ở Premier League mùa này, với tốc độ, kỹ thuật và khả năng sút xa rất tốt. Giới chuyên môn đánh giá McNeil là viên ngọc của bóng đá Anh. Mark này mới đón sinh nhật 20 cách nay mùng 3 tuần, anh từng là ngôi sao U20 anh và hiện có chỗ trong đội hình U21 xứ sương mù. Một điểm quan trọng mà Ed Woodward muốn mua Magney là anh có chất MU, cầu thủ người gốc Manchester từng là thành viên học viện trẻ của Quỷ Đỏ trước khi đến với Burnley năm 2014. Trong một diễn biến khác, giới truyền thông Anh loan tin Jose Mourinho đang có kế hoạch phá bĩnh Son và câu lạc bộ cũ MU về trường hợp James Madison. Theo đó Mourinho đề xuất ban lãnh đạo Tottenham chi tiền để chiêu mộ Madison vào mùa hè 2020. Madison đang là một trong những tiền vệ người Anh nổi bật nhất, nên Mourinho muốn có anh để nâng chất lượng đội hình Tottenham. Mùa này, sau khi thay Pochettino trong lúc Tottenham khủng hoảng, nhiệm vụ của Mourinho là đưa Spurs giành suất Champions League. Madison hiện là mục tiêu mà Solskjaer rất muốn đưa về MU từ hơn nửa năm nay, Quỷ đỏ luôn tìm cách đàm phán với Leicester để có tiền vệ 23 tuổi này nhưng chưa thành. Mourinho rất quyết tâm đánh bại đội bóng cũ để giành chữ ký Madison trong nỗ lực nâng tầm đẳng cấp cho Tottenham.